Bánh mì vỉa hè xin kính chào tất cả các thực khách yêu quý. Các thực khách thân mến, là một dân sành ăn thì nhất định phải thử qua bánh mì dân tổ, vừa ngon vừa bổ và đặc biệt chỉ duy nhất tại địa chỉ 151 Lê Lợi, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Bánh mì dân tổ có gì bên trong mà khiến cả đoàn người chấp nhận xếp hàng đến như vậy? Gần đây thì hình ảnh dòng người xếp hàng dài trên con đường tại địa chỉ 151 Lê Lợi, thành phố Phủ Lý, Hà Nam để chờ mua bánh mì dân tổ đang khiến cho rất là nhiều người tò mò. Vậy liệu chăng chiếc bánh này ngon tới đâu mà nhiều người lại yêu thích đến như vậy? Chỉ trong khoảng một tuần trở lại đây, bánh mì dân tổ bỗng nhiên sốt sình sịch được rất là nhiều người quan tâm và tìm tới để mua và ăn thử. Bạn biết không, tại địa chỉ hàng bánh mì dân tổ Hà Nam cũng có sự thay đổi rất là lớn. Cứ từ 6 giờ sáng hàng ngày, khách thi nhau tới mua, chờ kín cả vỉa hè đường Lê Lợi. Tuy nhiên thì bên cạnh đó, cũng không ít người thắc mắc rằng chiếc bánh mì dân tổ này thực sự ngon tới đâu hay có điều gì đặc biệt bên trong mà khiến cho nhiều người chấp nhận chờ hàng lâu đến như vậy. Hãy cùng chúng mình đi khám phá nhé! Nhắc tới bánh mì dân tổ thì những người sành ăn uống hay là những ai hay đi làm, đi chơi về khuya hầu như đều biết bởi đây là một hàng bánh mì nổi tiếng bán vào lúc đêm. Được gọi là bánh mì dân tổ vì ban đầu hàng bánh mì này chủ yếu là để phục vụ cho các thanh niên chơi khuya về hoặc những người làm nghề buôn bán thường phải thức khuya dậy sớm. Bởi vậy mà cái tên dân tổ và cũng thường bán vào thời điểm rất muộn. Bánh mì dân tổ Phủ Lý thu hút rất là nhiều người tìm đến ăn do cách chế biến nhân rất đặc biệt mà không một hàng bánh mì nào ở Hà Nam có. Toàn bộ các nguyên liệu làm nhân như là hành tây, trứng, pate, xúc xích, chả, lạp xưởng, bò khô, bơ và còn nhiều thứ nữa được cho lần lượt vào trong chiếc chảo để xào lên cùng nhau. Hỗn hợp này thoạt nhìn có thể sẽ khiến cho bạn cảm thấy hơi ngấy một chút, thế nhưng nó lại tạo lên một hương vị khác biệt cho chiếc bánh mì dân tổ khiến người ta yêu thích đến như vậy, hoặc đơn giản là tò mò tìm đến ăn bởi hương vị lạ miệng. Mỗi một lượt xào nhân sẽ mất khoảng 10 phút, được một chảo đầy và đủ cho khoảng 10 chiếc bánh mì nên thời gian đợi mua sẽ hơi lâu một chút. Và như tình hình khá hot trong thời gian gần đây thì nhiều khách đã phải xếp hàng chờ tới hơn 30 phút mới đến lượt. Vị nạ lên những miếng cắn đầu tiên đã khiến cho thực khách rất bất ngờ về chiếc bánh mì dân tổ này. Điểm khác biệt nổi bật của nhân bánh mì dân tổ là các nguyên liệu đã được xào lẫn nên rất mềm và dễ ăn, lại không hề bị khô. Cảm giác một miếng cắn là đã có đủ cả xúc xích, trứng, bò khô, pate, rất dễ ăn chứ không phải là miếng chỉ có xúc xích, miếng chỉ có trứng như bánh mì kẹp thông thường. Có lẽ chính điểm khác biệt này đã khiến cho chiếc bánh mì dân tổ tại 151 Lê Lợi, Phủ Lý, Hà Nam thu hút nhiều người tới như vậy. Vì một nguyên liệu làm nhân rất nhiều lại được xào lên với rất nhiều bơ nên có lẽ sẽ hơi ngấy với một số người. Phần dưa chuột và rau mùi không quá nhiều nên chỉ làm tăng một chút hương vị chứ không đủ để làm át đi độ ngồn ngột của nhân bánh. Bánh mì dân tổ có 3 mức giá 15, 20 và 25 nghìn. Bên cạnh đó thì vị của nhân bánh mì cũng hơi ngọt, phù hợp với khẩu vị của những thực khách hảo ngọt một chút. Hoặc cũng có thể tùy từng mẻ làm nhân mà độ mặn ngọt cũng hơi có chút khác biệt. Trong số những người xếp hàng mua bánh mì thì phần lớn là các bạn trẻ. Khi được hỏi vì lý do sẵn sàng tới đây để xếp hàng chờ mua bánh như vậy thì ngoài một số nhóm bạn đi chơi về và tiện đường ghé qua thì rất là nhiều người trả lời rằng họ đến đây chủ yếu do tò mò muốn thử bánh mì dân tổ có gì khác và vì sao bánh mì dân tổ lại hot đến như vậy. Cảm nhận của phần lớn mọi người đều thấy rằng chiếc bánh mì này lạ miệng, ăn ngon nhưng cũng nhanh ấy. Với tình hình như hiện tại thì hàng bánh mì dân tổ sẽ có đông trong một khoảng thời gian dài nữa. Tuy nhiên, nếu bạn cũng tò mò muốn thử hương vị của bánh mì dân tổ thì hãy cùng dắt bạn bè tới địa chỉ 151 Lê Lợi hoặc có thể order trước để không phải chờ nhé. Bánh mì dân tổ địa chỉ tại 151 Lê Lợi, thành phố Phủ Lý, Hà Nam, ngay chân cầu vàng Lê Công Thanh, một địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi. Và thời gian mở cửa là từ 6 giờ tới 24 giờ đêm với mức giá là 15, 20 và 25 nghìn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay alo ngay
với số điện thoại 0327293236. Shipper hỏa tốc của nhà bánh mì Vỉa Hè sẽ đem tới tận tay cho bạn những chiếc bánh mì nóng hổi, chất lượng trong thời gian sớm nhất.